Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu 3Z Transformer. Và cái khẩu này thì hiện tại chúng ta có thể nhận free trong cái sự kiện tiêu phí game. Cái câu đầu thì nghe free thơm lắm cơ. Nghe câu sau thì tắt điện. Úi dồi ôi, bay. Bay đi đâu? Và ai xoài? Thằng Tơ không thể di chuyển ra được thì mình vẫy một cái nữa thôi là ăn. Ây da, tí nữa là ăn một đào rồi đã. Thì là khổ chạy thôi. Ui rồi bơi vào đây. Ui cái định mệnh nhà mình toàn bắn táo thôi bạn ơi, táo nhiều lắm, nó thích thì cứ bơi hết vào đây. Này thì tơ làm gì đấy, lý thông này vãi xoài, bắn toàn hết sốt kìa, đùa thật. Để nó qua đi bạn ơi, nó qua đi. Nấp cái gì? Ui dồi ôi, anh tơ yếu đuối thế. Chắc ông này thuộc dạng 3D rồi. Cái gì đây? Đừng im hết thế này. Này thì lên với chúng tôi này. Đã bảo rồi, nhà mình toàn bắn táo thôi. Nó thích lên đây làm gì thế nhở? Đấy. Bắn như hết vậy. Cạn lời. Cái gì cơ? À, lên này. Ui dồi ôi, nó lên được luôn. Lên được sao lại rớt vậy? Vô lý. Rồi, bằng 3Z vẫy vào thì cứ bảo là không đau đi. Ok, bên kia thì đã bị clear rồi. Còn mỗi bên này. Anh em đâu, lên đây đi. Bọn mình rất là đồng lòng nha. Ui dồi, thôi. Rồi cho mình xin rút lại những cái lời nói lúc nãy. Ui cái định mệnh gì mà bắt bài kinh vậy. Mới rớt xuống là có thằng hấp hàng rồi. Chúng mày cứ thích bơi vào đây. Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Nhào vô. Ok. Lại đi. Ui dồi, thôi xong rồi. Khốn nạn thế. Vâng. Chơi trò mèo ấy. Thanh niên đứng ngồi hồi máu. Mà thế đấy nó lại có cái khiên nhở. Vô lý. Nãy nó dùng rồi. Rồi tiếc quá. Quả đấy nếu mà nó không bật cái đấy lên thì nó chết bà rồi. Tại vì nó đang yếu mà. Ôi thôi xong rồi. Cầm tơ thế này. Không sao. Thì chúng ta cầm tơ đi quẩy khắp map. Lầy thì đi theo lầy. Biết ngay mà. Ấy à, bình tĩnh. Có đấy, được không? Ghi nhận sự cố gắng của bạn. Nhưng cương thi đứng ngay dưới một mả luôn. Biết ngay. Số chết đã điểm rồi. Thùng hàng chạy đâu đây? Đua tiêm pi luôn. Lầy thì đua tiêm pi này. Bắn thì thẩm du còn cầm tiêm pi. Thẩm du thì cầm hẳn gắt linh đi cho nó chất. Cầm đuôi tiêm bi vip làm gì. Rồi. Bên này thì chém dao, hero dao. Đích hiểu tại sao bây giờ chơi hero dao. Lầy thì dao với búa này. Không biết cầm dao thì thôi, cầm súng bà đi. Cũng bày đặt cầm dao. Bị kẹt cái gì ấy. Đậu xanh. Lâu lâu bị lỗi à. Thôi đừng lên theo nữa. Theo là cái gì. Thằng này nó chuyên môn đi theo mình á. Ui dồi ôi, may quá. Nó không làm zombie. Còn kiểu nó mà làm zombie thì kiểu gì nó cũng tìm mà hiếp mình thôi. Cái số phận thì kiểu gì nó cũng biết mình rồi. Cái khẩu này deadplay cũng khá là lâu nhỉ. Hồi đầu bắn rất là nhanh. Sao bây giờ bắn cảm giác rất là lâu nhá. Không còn nhanh như hồi xưa nữa. Sao lại giống bay thế này. Có mỗi con thế này. Đùa. Làm gì cơ. Lừa tí nhá. Còn đâu. Đấy, thiên nhiên nhử hàng kìa. Hay lắm. Rồi, bình tĩnh.
cận chiến nhá. Ui dồi, dễ nuốt vậy. Cái trận này nhanh thế. Còn mỗi con cường thi khổ thân. Thằng tơ thì thằng cái thằng đầu não thì nó thoát rồi. Để lại lính lá cứ chả có tác dụng gì. Ok, lần này thủ hàng sẽ thất thủ này. Cái định mệnh lên theo làm cái éo gì vậy? Cút ra. Ui dồi ôi, một tình huống double kill của thanh niên tơ. Và anh ấy đã kéo về cho mình được hai thằng đầu trâu mặt lợn. Gắt VL. Ok. Ủa, sao nó không đi cào người ta? Bọn này chắc là AFK nữa rồi. Có mỗi tơ chim to. Ui dồi, không thoát được rồi. Vâng, anh ta lại kéo thêm về một người nữa. Thiệt là vi diệu. Tơ gắt ở nhà. Sau cái khẩu này cảm giác deadlay cực kỳ chậm nhá. Hay là mình bắn 3Z nhiều rồi nên cảm giác khẩu này phế ra. Ui dồi, nhấp nháy này. Nhấp nháy rồi. Thằng này hack tốc biến à? Nó định mệnh. Vừa thấy nhấp nháy xong nhảy xuống đó, chả thấy đâu rồi. À đây rồi. Thiên nhiên vẫn cố chạy qua đầu này để tiến mạng cho thằng kia. Khổ thân. Tơ làm gì đây? Ui dồi ôi, cảm giác đứng sao vẫy như này nó nhàn phết. Việc nhẹ lương cao. Thằng kia ở sau cẩn thận nhá. Nó móc cho bây giờ. Tơ lại đi quay tay này. Cạn lời. Đâu rồi? Mới thấy Đông Vui quay mặt một cái không thấy đâu. Ui dồi ôi, sao 3Z lại nó mệnh như thế này nhở? Rồi, thôi xong rồi. Vâng, anh ấy qua tới nơi là cái lúc mà bạn ấy phải nằm xuống. Chạy đi đâu? Ui dồi ôi, kêu mút ẩm ẩm đi. Đã thật. Ui dồi ôi, sướng thế. Vâng, cứ một viên, ui, ui cái định mệnh nó luôn. Hết hồn. Tự dưng người ta không thích ăn hoa quả rồi. Đập nguyên hai cái bưởi vào mặt. Hết hồn. Lầy thì cố lầy. Ok. Lầy thì tơ ngáo này. Hết giờ, ok fine. Tuyệt vời. Good game. Đã thật. Lâu lắm rồi mới chơi được những cái quả mà chặt chém nguyên cả phòng như này. Sướng phết đấy. Hồi trước thì mình toàn chơi hero súng mà. Toàn phải chạy các kiểu. Chơi hero dao thì chúng ta cứ lao vào phang thôi. Cái đậu phộng nữa lơ. Sân đi mình đi đường nào nó cũng đi theo được vậy. Hết hồn. Ngập ma rồi. Cái định mệnh. Đau tim vờ lờ. Quay mặt sang một cái đứng ngay cạnh luôn. Khiếp thật. Rồi tôi xong rồi. Úi dồi ôi. Ơ kìa, sao thằng này nó lâu ấy nhở. Rồi gãy. Đèn quá. Úi dồi ôi. Thơm thế. Thơm từ thịt và ngọt từ xương. Cái gì cũng ăn được hết hả? Ok fine. Trận cuối là cái trận mà cực kỳ ít zoom bay. Chả có nào để mà bắn cả. Lại còn thẩm du. Úi dồi ôi. Tính bóp dái mày nhở. Khó lắm. Rồi. Rồi. Ok, cận chiến nha. Cận chiến đấy. Cái đậu phộng. Mình chém vào người nó không chết kìa. Vãi game. Vãi cả game. Rồi. Này thì nhấp nháy này. Úi dồi, sao lưng cò này.
Hiếp nó. Bắn yếu đi, đúng rồi. Ui dồi ôi, cái định mệnh. Phí thế. Thiếu tí nữa là mình ăn được rồi. Ok, fine. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay với like, subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn.